Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Mình đang ngồi mình làm việc và mình chợt có một suy nghĩ rằng nếu như bây giờ mình có 40 triệu đồng trong tay thì mình sẽ mua được một bộ PC như thế nào, và nghĩ đến đâu mình làm đến đấy. Và mình đã mượn tất cả các linh kiện và mình lắp ráp thành một bộ PC hoàn chỉnh ở đây. Mức giá rơi vào khoảng chừng gần 40 triệu đồng, tức là y hệt như hình luôn. Kể cả hệ thống tản nhiệt này hay quạt led ARGB nó sẽ rơi vào khoảng chừng 40 triệu đồng. Vậy thì với 40 triệu đồng mà trong cái thời điểm mà đang bão giá về coin như này thì chúng ta sẽ nhận được gì? Đầu tiên thì mình sẽ nói đến cái linh kiện chiếm đến một nửa giá trị của bộ PC, đó chính là về phần card đồ họa. Card đồ họa mình đang có ở đây là AMD Ryzen RX 6700XT tới từ ASROCK. Thì ASROCK cái phiên bản tiền nhiệm ấy, các bạn có thể thấy được là thiết kế trông khá là bình thường. Thế nhưng sang một phiên bản trong năm nay thì mình cảm nhận, đánh giá cá nhân của mình, đó chính là có một cái thiết kế trông đẹp hơn, trông giống các phiên bản cao cấp hơn. Và các ông đồng mà mình có thể nhìn thấy được ở đây sẽ rơi vào khoảng chừng 3 hoặc là 4 ông đồng. Thì nhiệt độ khi mà mình test qua Firmax thì nhiệt độ cao nhất đạt được là 69 độ C trong điều kiện phòng điều hòa là 26 độ. Và khi mình chơi game và mình test ra thì nhiệt độ cũng chỉ loanh quanh khoảng chừng 50 tới 60 độ thôi. Đây là một mức nhiệt, thế nhưng mình đánh giá cá nhân là rất tốt so với một hãng đã mới bước chân vào sản xuất card đồ họa. Và cái mức điện năng tiêu thụ của cái mẫu card đồ họa này tối đa sẽ rơi vào khoảng chừng 185 W là khi mình chưa mở khóa về điện, mình chưa mày mò gì hết, và sẽ sử dụng hai cổng cấp nguồn 8 pin. Và vì thế bộ nguồn được mình lựa chọn sẽ là một bộ nguồn tương đối tốt tới từ Corsair, đó chính là Corsair 650. Và để đi kèm được với mẫu card đồ họa tới từ AMD thì CPU cũng lựa chọn tới từ AMD luôn, để làm sao cho mọi thứ gọi là tối ưu nhất. CPU được mình lựa chọn đó chính là AMD 5600X này chúng ta sẽ có mẫu CPU có 6 nhân 12 luồng xử lý, và mức giá tương đối là ấn tượng là khoảng gần 8 triệu đồng. Thì với gần 8 triệu đồng thì các bạn nếu mà chỉ nhìn vào vấn đề nhân thôi thì các bạn có thể thấy hơi ít, nhưng khi mà nhìn vào những cái mà cái mẫu CPU này có thể mang lại, ví dụ như phần hiệu năng đơn nhân của AMD bây giờ đã cải thiện rất tốt rồi. Khi mà mình chưa ép xung thì cái mức độ gọi là xung nhịp boost tối đa trên một nhân là rơi khoảng chừng 4.5 GHz. Thế nhưng cái về phần điểm số khi mình test qua thậm chí còn cao hơn cả CPU Intel Core i9 vấn đề đơn nhân. Tuy nhiên thì đấy chỉ là vấn đề test thôi, còn trải nghiệm thực tế nó phụ thuộc vào nhiều vấn đề khác nữa cơ, về cái mức độ tối ưu của từng hãng. Đây là xét trên khía cạnh đó chính là benchmark thôi. Thì cái mẫu CPU của AMD mặc dù mức giá lên khoảng gần 8 triệu thế nhưng cái hiệu quả mang lại về mặt kiểu hình thức nhìn qua tương đối tốt đấy. Và phần main sẽ là B550. Thực ra thì main B550 chưa phải là tối ưu nhất so với những cái gì mà hệ thống có thể mang lại. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu main đắt tiền hơn, mẫu main dòng X chẳng hạn, X570, để các bạn có thể tận dụng được hết PCIe 4.0 20 làn. Bởi vì là khi mình cắm như này thì PCIe 4.0 chỉ hỗ trợ trên mỗi card đồ họa thôi. Còn SSD thì mình sẽ sử dụng lựa chọn SSD phù hợp và giảm xuống một chút. Thay vì là PCIe 4.0 thì mình đã lựa chọn mẫu SSD tới từ Kingston là SSD 3.0. Tuy nhiên cái tốc độ mẫu SSD này đạt được là vô cùng ấn tượng, mà dung lượng chỉ khoảng 250GB thôi, 248-250 tùy vào hệ thống các bạn tính toán. Và cái mức nhiệt độ của SSD cũng rất thấp, bởi vì trên cái mẫu main của ASROCK đây có cả một cái miếng heat sink để tản nhiệt SSD nữa. SSD khi mà mình gọi là benchmark mà mình sử dụng SSD 36 độ C, trong khi cái tốc độ đọc có thể rơi vào khoảng chừng là hơn 3000 MB/s, còn tốc độ ghi tùy từng điều kiện test. Và theo như lời khuyên của mình, nếu như bạn nào mà có ý định mua bộ PC giống như mình đang có ở đây thì các bạn nên sử dụng một hệ thống quạt giống như mình. Ở đây là mình sử dụng quạt đến từ ID Cooling. Mức giá của bộ quạt này bộ tản nhiệt này rơi khoảng chừng 700.000. Thì khi đấy các bạn có thể tản nhiệt hiệu quả nhất cho CPU là AMD Ryzen 5 56X. Mặc dù tản tốc có thể làm tốt được, thế nhưng bởi vì là đây là một mẫu CPU có thể ép xung được và chúng ta có thể gọi là tăng cái vấn đề xung nhịp lên, nên chúng ta rất cần những cái mẫu tản nhiệt giỏi như này để có thể đảm bảo nhiệt độ hoạt động rơi khoảng chừng mình nghĩ là khoảng 70 độ C thôi. Thì khi đấy các cái nhiệt thụ thì cũng đầu hàng hết. Còn cái led quạt led ARGB đây sẽ có mức giá rơi khoảng từ 600-700.000 đồng. Nếu như các bạn nào mà quan tâm muốn bộ PC của mình được đẹp hơn, hoặc là cho cái airflow ở trong cái bộ cây được mát hơn, thì nên đầu tư một bộ giống như mình đang có ở đây. Và nếu như với 40 triệu đồng thì chúng ta nên lựa chọn kiểu là chơi game như nào cho phù hợp. Theo như mình thì các đồ họa AMD Radeon RX 6700XT được hãng đưa ra là rất tốt cho game trên độ phân giải 2K. Thế nên mua về chơi trên màn hình Full HD thì tần số quét phải cao vào, màn hình phải chừng khoảng 240 hoặc là 300Hz vào. Còn nếu như chơi game trên độ phân giải gọi là 2K thì các bạn nên lựa chọn những mẫu màn hình có tần số quét rơi khoảng chừng 144Hz để chơi game sẽ hiệu quả nhất. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng nhanh cho các bạn thấy được hiệu năng của CPU AMD Ryzen 5 5600X kết hợp với cả đồ họa RX 6700XT.
và các bạn đánh giá sao về phần test hiệu năng vừa rồi. Và nếu như các bạn nào mà có những cái bộ PC các bạn tự view được ưng ý hơn thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận cho chúng mình được biết, và chắc chắn chúng mình sẽ lựa chọn ra một bình luận ngẫu nhiên một bộ PC cực kỳ tốt để chúng mình có thể làm video và gửi đến cho các bạn. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.